Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn về top 5 những sàn giao dịch tiềm năng về Bubdex cho các bạn. Và video này thì dựa trên các cái yếu tố như là điểm nổi bật nè, về TVL, về tiềm năng các partner, các backer của dự án hay là khả năng phát triển của dự án trong tương lai. Nên đây cũng sẽ là một video nhằm cung cấp thêm thông tin, không phải là một cái lời khuyên đầu tư dành cho các bạn ha. Các bạn có thể xem qua để tham khảo thêm. Và top 5 này cũng không mục đích là để xếp hạng hay các bạn, và để chủ yếu cho chúng ta xem được về thông tin thôi, giúp cho anh em dễ dàng hơn trong việc là chọn những cái sàn DEX, đặc biệt là giao dịch phái sinh. Đầu tiên rất là nổi tiếng và được nhiều người nhắc đến đó chính là DEDX, là một cái nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung với nhiều cái tính năng hỗ trợ về sản phẩm phái sinh như là Spot Margin, Paper Tour, được xây dựng trên mạng lưới Ethereum. Tuy nhiên thì cái phí giao dịch của nó tương đối thấp. DXDI hỗ trợ mô hình Orderbook AMM được sử dụng bởi Uniswap ha. Nên là khi các bạn sử dụng sàn này thì chúng ta thấy cái giao diện của nó và UI UX cũng tương tự, khá là giống với Uni. Ngoài ra về sàn này còn có các cái yếu tố về bảo mật cao, tính minh bạch và có cái tốc độ giao dịch nhanh để tạo sự tiện lợi cho người dùng khi tham gia. Về TVL thì DXDI hiện tại đang đạt con số là 307,8 triệu đô, cáp hơn 1,3 tỷ. Hiện tại sàn đã cho ra mắt phiên bản là V3 và V4 với việc mở rộng hệ sinh thái khi từ mạng lưới Ethereum ban đầu phát triển sang các mạng lưới Layer 2 và cho ra mắt đồng token chính là DXDI với hướng đi phát triển các blockchain riêng của sàn. Điều này sẽ giúp hệ sinh thái của DXDI mở rộng hơn rất là nhiều và tăng cái tính phi tập trung, cho phép người dùng giao dịch tài sản an toàn và nhanh chóng hơn. Về các tính năng thì DXDI có phí giao dịch khá là thấp, hầu như không có phí gas và giao dịch trực tiếp trên nền tảng, rút tiền rất là nhanh, bảo mật an toàn và riêng tư. Với bản V3 và V4 thì DXDI sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng trên Layer 2 như giao dịch Paper Tour, các sản phẩm lending như vay cho vay. Với bản V4 thì DXDI đã cho ra mắt chain riêng, đó là DXDI Chain, phát triển dựa trên công nghệ của Cosmos SDK và cơ chế đồng thuận Proof of Stake, mở ra cho sàn một hệ thống order book mới và một mạng lưới blockchain độc lập giúp hỗ trợ cho người dùng tốt hơn. Về token thì đồng DXD của sàn có tổng cung là 1 tỷ sẽ được xây dựng trên mạng lưới Ethereum nhằm các nhiệm vụ như cung cấp thanh khoản, quản trị, làm phần thưởng khuyến khích cho các trader và giảm phí giao dịch. Về vốn kêu gọi và đối tác thì dự án đã ra được số vốn tổng cộng là 87 triệu thông qua 4 vòng từ các quỹ lớn trong thị trường như A16Z, Paladin, Polygon Chain hay là Starkware, công ty xây dựng chính nền tảng công nghệ ban đầu của dự án. Sàn giao dịch thứ hai đó chính là GMX, một sàn giao dịch phi tập trung với các sản phẩm nổi bật như là Spot giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu Paper Tour. Ban đầu thì dự án này được xây dựng trên chuỗi là BNB Chain và sau đó thì được chuyển sang hai cái blockchain là Arbitrum và Avalanche, vì cả hai cái blockchain này đều có phí giao dịch khá là rẻ và tốc độ giao dịch nhanh. Vì vậy mà giúp cho GMX cung cấp đầy đủ các bộ công cụ giúp người dùng giao dịch với chi phí rẻ hơn và giảm chênh lệch giá. Với việc sử dụng mô hình Orderbook khác với DXDI thì ở GMX có các pool liquidity riêng và giá sẽ được giao dịch dựa trên là Oracle, giúp cho sàn tổng hợp được nhiều thông tin hơn và đáp ứng được thanh khoản cực kỳ lớn cho người dùng. Với thế mạnh là các pool thanh khoản rất là đa dạng thì GMX có nhiều tùy chọn cung cấp thanh khoản cho người dùng. Ngoài ra khi cung cấp thanh khoản thì người dùng còn nhận được về token GLP, một token đại diện cho các cái pool này. Đây cũng có thể xem như là một hình thức trả thưởng của sàn dành cho người dùng cung cấp thanh khoản. Về token thì GMX là đồng token chính với tổng cung rất nhỏ, chỉ hơn 13,2 triệu token, được xây dựng trên hai blockchain là Arbitrum và Avalanche. Những holder GMX thì có được những cái quyền như là biểu quyết, quyền lợi về trả thưởng như chia sẻ doanh thu khi stake, các khuyến mãi cho sàn hay là chiết khấu từ hệ sinh thái của GMX. Với số vốn ra được ban đầu khá là khiêm tốn 9,85 triệu đô nhưng được đứng sau bởi chính Arbitrum Foundation và list trên hàng loạt các sàn giao dịch uy tín, trong đó có Binance, thì tiềm năng của GMX cũng cực kỳ lớn. Thứ ba, chúng ta có một sàn DEX đến từ hệ sinh thái Solana, và Solana hiện tại cũng đang là một cái mạng lưới cực kỳ hot với nhiều chương trình rất là hấp dẫn. Và sàn này đó chính là Jupiter. Đây là một sàn DEX aggregator tổng hợp thanh khoản được xây dựng trên Solana, hỗ trợ người dùng swap trade token với mức trượt giá và phí giao dịch rẻ. Ở Jupiter thì cung cấp cho người dùng các cái sản phẩm đa dạng tính năng như là swap, limit order, paper tour, phái sinh và đặc biệt là rất dễ dàng trong việc kết nối các DApp. Và vừa qua thì sàn này cũng trả airdrop cho người dùng đồng token GOP với số lượng rất là lớn, lên đến hơn 1 triệu ví dành cho những ai đã từng tham gia hoạt động trên hệ sinh thái của Jupiter. Về điểm nổi bật thì Jupiter có các sản phẩm rất là đa dạng như là swap token, limit order, đặt lệnh mua bán token ở giá cụ thể, DCA cho phép người dùng mua một lượng token trong khoảng giá và thời gian cố định, RIP giúp người dùng có thể cầu token từ mạng lưới này sang mạng lưới khác, từ các blockchain EVM như Ethereum, BNB Chain sang các blockchain non-EVM như là Tron hay là Solana với mức trượt giá tốt nhất và chi phí thấp. Paper Tour cho phép người dùng giao dịch hợp đồng future, hợp đồng tương lai từ các cặp giao dịch mà Jupiter hỗ trợ với mức tối đa đòn bẩy cao nhất là đến 100x. Về token thì sàn có đồng token chính là GOP với tổng cung là 10 tỷ, trong đó 40% dành ra cho việc phát triển cộng đồng, cho thấy là sàn này đẩy mạnh cộng đồng rất là nhiều và đặc biệt là các cái chương trình Airdrop. Và theo thông tin của dự án thì sẽ có tổng cộng là 4 đợt Airdrop ha, nên là cơ hội tìm kiếm Airdrop từ Jupiter cũng còn rất là nhiều hơn các bạn.
Thứ tư, chúng ta có một nền tảng đến từ Solana nữa cũng không kém cạnh gì Jupiter, thậm chí nó có phần nhỉnh hơn ha. Đó chính là Rift Protocol, là một sàn giao dịch hoán đổi vĩnh viễn phi tập trung dựa trên cơ chế Dynamic AMM nhằm cung cấp các giải pháp trải nghiệm liền mạch cũng như là độ trượt giá và chi phí giao dịch thấp với các cái sản phẩm như là Spot, hợp đồng vĩnh viễn, Lending, Borrow, cung cấp thanh khoản. Về điểm nổi bật thì đây là một sàn giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai đầu tiên sử dụng cái cơ chế đó là Dynamic Automated Market Maker, viết tắt là DAMM, giúp cho Rift có thể điều chỉnh được lượng thanh khoản ở trong pool và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của người dùng, từ đó mang lại hiệu quả sử dụng tốt hơn và linh hoạt hơn, khắc phục những nhược điểm về trượt giá so với các sàn giao dịch khác. Và nhờ vào cơ chế này thì giúp cho người dùng có thể giao dịch gross margin long short với cái vị thế đòn bẩy lên đến 5x với mức trượt giá rất là thấp ha các bạn. Ngoài ra với phiên bản V2 được ra mắt thì Rift có thêm cái cơ chế đó là Just In Time CAT, buộc các market maker phải cạnh tranh để khớp lệnh cho người dùng với giá tốt nhất. Nên đây cũng là một cách hỗ trợ thanh khoản rất là tốt dành cho người dùng khi sử dụng Rift. Hiện tại Rift vẫn chưa công bố kế hoạch về token, tuy nhiên thì có một số các chương trình airdrop rất là lớn, tương tự các dự án như ZTO hay là PITH, những dự án đã từng airdrop rất là lớn cho người dùng. Và có thể mình sẽ hướng dẫn chi tiết các chương trình này cho các bạn ở những video sau. Về gọi vốn thì dự án đã raise được cái số vốn khá là lớn, lên đến hơn 27 triệu đô từ các quỹ rất uy tín trong thị trường như Zoom Capital hay Multicoin Capital. Vì chưa có token nên việc tham gia hoạt động sớm và thường xuyên ở trên nền tảng này có thể cũng là điều kiện để các bạn có thể nhận được phần thưởng airdrop của dự án sau này. Và cuối cùng thứ năm là một sàn DEX mình đã mang đến cho các bạn rất nhiều thông tin, đó chính là Vertex Protocol, một sàn giao dịch phi tập trung được tích hợp đa tính năng trên màn Arbitrum, bao gồm các cái sản phẩm như là Spot, Perpetual, Lending và Borrow. Với việc sử dụng mô hình tích hợp là AMM và CLOP, giúp cho người dùng có được thanh khoản và việc khớp khi đặt lệnh tối ưu nhất. Về các sản phẩm thì Vertex có thị trường Spot, cho phép người dùng mua bán các tài sản tiền điện tử kết hợp với các stablecoin và được neo giá bằng USD ha. Và hiện tại các cặp giao dịch của thị trường Spot Vertex thì đang được hỗ trợ bởi USDC. Thứ hai, Perpetual, hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng giao dịch mua bán tài sản tiền điện tử với đòn bẩy lên đến là 10 và 20x ha. Thứ ba là Market Money, tương tự như là Lending và Borrow, cho phép người dùng có thể vay mượn tài sản giao ngay bằng cách là ký quỹ danh mục đầu tư để đảm bảo cho khoản vay của mình. Ngoài những sản phẩm này thì vừa qua Vertex cũng đã công bố thêm một cái sản phẩm mới được cho là bản nâng cấp hơn, đó là Vertex X với công dụng tổng hợp thanh khoản blockchain. Dự án sẽ xây dựng một cái hệ thống sàn DEX trên nhiều mạng lưới để tổng hợp thanh khoản cho người dùng, kế thừa tất cả yếu tố của Vertex gốc trên Arbitrum ha. Về chi tiết thì mình cũng có làm khá là nhiều video về dự án Vertex này cùng với đó cái sản phẩm Vertex S. Nên nếu anh em quan tâm muốn tìm hiểu thì có thể xem lại những video đó của mình. Đây là một sàn DEX mới nên là nó sẽ có nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho người dùng, đặc biệt là nó có một cái chương trình về reward ha, dành cho những ai tham gia hoạt động trong hệ sinh thái đó. Và phần này thì mình cũng đã có hướng dẫn ở trên video cho các bạn rồi. Về token thì dự án này có token chính là VRTX được xây dựng ở trên mạng Arbitrum với tổng cung là 1 tỷ. Trong đó có 5% tổng cung trả thưởng dành cho những người đóng góp vào dự án trong tương lai. Về tiện ích của token VRTX thì đây sẽ là token quản trị và được thiết kế để thúc đẩy cho người dùng trong việc stake vào nền tảng này để nhận được những cái quyền như là biểu quyết trong DAO hay chuyển đổi thành hai token tiện ích khác khi stake, đó là XVRTX và VRVRTX, để nhận được nhiều ưu đãi quyền lợi của dự án. Về đối tác và gọi vốn thì dự án đã raise được số vốn ban đầu là 8,5 triệu đô với nhiều quỹ lớn như là Wintermos, HVC. Thông qua hai vòng, tuy nhiên thì chỉ mới công khai có một vòng ha, vòng thứ hai thì hiện tại vẫn chưa biết số tiền cụ thể. Về một số thông tin về số liệu thì hiện tại là total value lock thì sẽ là 51 triệu ha. Tuy nhiên thì cái tổng khối lượng giao dịch của Vertex đã con số khá là ấn tượng, lên đến là hơn 54 tỷ. Trong đó nền tảng chủ đạo của dự án là phái sinh là 48 tỷ ha. Cùng với số lượng người dùng hơn 22.000 user và không ngừng tăng trong thời gian gần đây thì đây cũng là một số khá là ấn tượng đối với một cái dự án mới. Và đặc biệt dự án có một số cái chương trình reward cho người dùng khi tham gia trade, tham gia stake ở trên sàn đó, nên là cũng thu hút được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên trước khi quyết định tham gia vào một dự án thì các bạn nên tìm hiểu thật là kỹ về thông tin trước, hoặc có thể đợi phiên bản Vertex X ra mắt chính thức hoạt động một thời gian xem hiệu quả hay không thì chúng ta mới quyết định ha. Ok, và như trên là các sàn giao dịch PubDex mà mình nghĩ là tiềm năng trong năm 2024 mà các bạn có thể tham khảo qua, để chúng ta có cái nhìn rộng hơn về các sản phẩm của sàn phi tập trung, hỗ trợ cho chúng ta thêm trong việc trading cùng với đó là cơ hội để có thể nhận được phần thưởng airdrop trong tương lai. Tất cả thông tin trong video mình sẽ để dưới phần mô tả, và nếu như có thắc mắc gì thêm thì các bạn có thể để lại comment phía dưới. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc, nếu cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho CCA một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.